Chào mọi người, thì hôm nay là cũng là ngày tốt thì mình đến đón bé Lucky về nhà nha, về máy ấm nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ cái tình trạng cái chân và cái tay của bé Lucky là và đã lành lặn rồi mọi người. Thì sau 3 tháng bé Lucky ở phòng khám, thì bé Lucky là một trong số mà bé mà nằm viện lâu nhất đó mọi người. Thì bé Lucky tiền viện 3 tháng thì tổng cộng chi phí là mai mổ chân hết luôn, là tổng cộng bác sĩ Bảo đã tài trợ cho mình một mớ rồi đó. Thì bác sĩ Bảo bớt tiền rồi đó, là tổng cộng là 7 triệu. Thì hôm bữa mình có đưa bác sĩ Bảo là 2 triệu rồi. Hôm nay là mình chở bé Lucky để đi đi lấy xe mới, đi xe lấy xe lăn mới mọi người. Tại vì cái chiếc xe lăn mới hôm bữa là nó hơi mỏng manh quá. Bé Lucky làm cho cái xe nó mớp đi, nó méo mó đi. Thì hôm nay mình chở bé sẵn xuất viện rồi, sẵn ghé qua lấy xe rồi về máy ấm luôn đó. Thì Bảo thì giờ anh nói nghe nè, thì bây giờ anh nợ em là bữa là cái con là 7 triệu đúng không, tổng chi phí hết luôn. Thì anh đã đưa cho em là 2 triệu rồi, là anh còn nợ em là 5 triệu. Thì bây giờ anh nói nghe nè, thì bây giờ khoảng em cho anh tháng sau đi, khoảng tháng sau đi anh lương đi, anh gửi cho em ha Ok, ha. Chứ bây giờ anh phải đi lấy xe lăn cho bé rồi ha. Là hôm nay là cái tình trạng của bé sao, là nó có chích ngừa vaccine này nọ chưa bạn? bé nó em chích rồi, chích vaccine rồi. Chích ngừa vaccine này Dạ hả? đúng rồi, vừa chích vaccine bị bệnh với thứ hai nó vaccine dại hết rồi. Nhưng là ok, giờ về nhà chăm sóc thôi. Rồi ok em. Đó mọi người, hôm nay bé Lucky khỏe khoắn lắm, Mặt tay người tay chân lành lặn nha. Bữa nay là có xe con đi rồi nha con trai. hôm bữa thấy đi xe nó em đi kìa, chưa chưa được đi, bây giờ nó em Đúng đi rồi, biết biết bao nhiêu tháng mọi người, biết bao nhiêu tháng mà cái tay cái chân nó như vậy mà chặt, nỡ lòng nào mà chặt hay thiệt. Thôi thì bắt đầu từ hôm nay là ba rước về máy ấm nha, thấy không, về chơi với anh em nhiều lắm nha. về nhà bên đó có anh sumo vui lắm. Thì anh cũng cảm ơn em nha Bảo nha, em Ok, cũng hỗ trợ cho anh nhưng mà gán cho anh nha. rồi không sao hết. Tôi ra chơi đi. Rồi thì mình chuẩn bị mình đưa bé qua nhà anh Oscar để mình lấy xe lăn rồi mình về máy ấm nha mọi người. Chào cả nhà, thì hôm nay là mình chở bé Lucky về máy ấm nha cả nhà. Hôm nay bé Lucky xuất viện thì sẵn mình ghé qua mình lấy xe lăn cho bé luôn. Thì hôm bữa xe lăn đó thì nó hơi mỏng manh, bé Lucky làm cho mớp méo xe, thì hôm nay mình sẽ đặt cái chiếc xe nó dày dặn hơn chút xíu. Một cái thứ ba nữa là mình có thể làm cái nẹp chân cho ảnh, cái nẹp vô chân là nẹp hai bác cũng được thì ảnh có xem bây giờ nó là mình môn nó khó, ảnh nói là nếu mà dễ thì mình không có thể làm nhưng chắc là hai phần không nói làm xong được, tại vì bây giờ đông quá nên là nó có được. Đó thì hôm nay trước khi bé Lucky về máy ấm thì sẵn tiện thì mình ghé qua nhà của vợ chồng anh Oscar để lấy chiếc xe lăn cho bé luôn. Thì giống như trước mắt mọi người thì mọi người cũng thấy khác lạ về cái chiếc xe lăn này ha. Thì cũng có một cái sự thay đổi là lúc trước thì bé Lucky qua đây đi thử xe là một cái chiếc xe nó rất là nhỏ hơn chiếc xe này và mỏng manh hơn. Bánh thì bằng bánh bánh mâm bằng bằng nhựa đó, nhưng mà do cái xe đó thì với cái thế thế lực của bé Lucky á làm cho cái chiếc xe đó nó cong mớp méo luôn. Thì anh Oscar có bàn lại với mình và có thay đổi chút xíu là cái chiếc xe kia hôm bữa là 4,5 triệu giảm 300 là còn 4,2 triệu, nhưng mà chiếc xe đó hoàn toàn là bé Lucky đi không được, tại vì cái thân hình của bé Lucky sẽ làm mớp méo chiếc xe và hư đi.
và mình có sự thay đổi. Anh Oscar anh nói anh sẽ làm cái chiếc xe to hơn, và bánh xe thì làm bằng câm đó. Thì chiếc xe này là trị giá là 6,8 triệu, nhưng mà vợ chồng anh Oscar thì giảm cho mình là 1,5 triệu, là còn 5,3 triệu nha mọi người. Đó thì cái giá xe của bé thì cũng có cái sự thay đổi trên lệch chút xíu, nhưng mà sẽ giúp cho bé dễ đi hơn, nó thoải mái hơn. Lucky thì từ lúc mà thử xe bé phái đi lắm mọi người. Ra đây nè con. Ra có bạn kìa, qua có bạn gái kìa. Lucky. Anh có để anh lấy cái dây dẫn em chút xíu cho em nhớ. Dưới không? Đâu coi dưới không? Cục ở chân này tay kia. Nhảy luôn. Lên cỏ phải cỏ á. Nó phải mấy cái cỏ à. Lucky ra lai nè, ra ba nè, Lucky. Lucky ra đây. Hi, Lynn, I forget to make the trap belt. Give me that trap belt. Yeah. Do you have to deliver the wheelchair immediately, or they can wait? They will. They can wait because I think it's not right. All right, and they go in the night. Okay, so make the trap belt. I need to remember we did for. Nó kiếm cỏ, nó qua bệnh nó kiếm cỏ, nó ăn cỏ giả kìa. Nó thấy ăn cỏ. Ăn cỏ mà. Nè nhảy lên cỏ nữa nè. Dạ. When he fall down on the wheelchair and he walk down, nhưng mà cái đó nó bắt buộc nó phải đi, nó đi từ nó chai. Đây là Lucky. Lucky nó phải ăn cỏ lắm. Lucky very well. We just can customize the solution.
Anh nói cứ cho em đi thử từ từ nha, cái nào mình cũng phải thử á, đi cứ đi thử một thời gian để vừa thấy hỏng cân bằng được có thì là mình chỉnh thêm, mình làm bánh mình thấy còn hoặc là mình chỉnh rộng hẹp gì đó thêm thì mình chỉnh. Tại vì cuốn nó cũng giống như mỗi con một kiểu khác nhau, không phải con nào cũng y chang như mình làm chặt chẽ cuốn nhau hết. Thì nó tập thêm giống như hôm bữa con tập cả tiếng. Nhảy lên nữa. Chưa có đi, chưa đi dẫn mà nhảy. Mà leo lên cao không à. Con lu hôm bữa cũng lên đây. Đúng rồi. Anh nghe nè. Nhưng mà mình đi mình cũng máng vô vậy luôn ha. Tại cái vết thương nó lâu rồi đó, 3 tháng rồi đó mà bữa nay mới được vậy là ok rồi đó. Before have the big one 3 months, it's now is like this is much better. Cái xe vậy nó mới nằm được nè. Đó cả nhà thấy không? Thì chiếc xe hai bánh á thì tạo cho bé sự thoải mái, là có bé có thể là ngửi được những cái gì mà bé muốn ngửi và bé có thể nằm nghỉ mệt đấy nè. Đó thì ba bánh thì tất nhiên nó sẽ chuẩn hơn, nhưng mà ba bánh thì nó nói chung là khó lắm. Nó khó giống như là nằm nghỉ được. Coi đứng lên. chưa người ta chưa có nhu cầu đứng. Rồi nằm luôn hả? Trời. Trời ơi làm gì trời. That it's less wider, he fall down like that. Now the wheelchair keeps the balance. Anh nói anh làm cái xe là bình an rộng hơn nữa để cái xe mà nó tính nằm như thế này nó không có bị động. Phải nằm luôn. Ok. Anh nói nên ý mục đích tự do là vậy để cho nó thích nó nằm nó thoải mái. Ok. Sống ngồi vậy đi. Ôi đất ơi. Đứng thì nó tự tự đứng lại nha. Xuống sông nữa, xuống sông nữa. Nó đi xuống dưới nước bây giờ. Đi chưa trinh quá tờ đó. He want to swim. So now he is a tripod. You see? Because he has support, cool support. Mấy đứa bay trên này nó gần như là bình thường, là con cún bình thường. Ok.
Nhưng mà cái chân giả là khoảng bao lâu nữa cái đó mình mới làm được? I need to save $8,000 to buy the scanner. So I am saving money. Anh để dành đủ 8.000 đô đi để mua cái máy scan đi. Đang để dành. Cái máy đó mình phải làm chuyên giả, mình phải tốn cái máy là khoảng 8.000. Ừ, là một máy. Tại vì cái máy đó giống như máy CT của mình á, anh bị đau bụng hay gì đưa vô nó CT là nó biết ở trong anh, gan anh bự làm sao rồi tim anh hình dáng như thế nào, thì cái máy đó là mình chiếu vô rồi nè, cái giò con chó sao là nó y gai chang cái 3D giống vậy. To promise our network, our friends, that if they support us with part of that amount, we can promise to make like the prosthesis no charge, I mean, for around $20 or something like that, if the people want to help. If it's not, we can continue saving the money to buy the by this camera. It's just one idea, I mean, about the phones, but anyway, we can do by ourselves. But it would take a couple months more, I guess. Yeah. Để dành đủ tiền mà đi mua. Nếu có chuyên giả thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Đúng rồi, thì nó sẽ thoải mái hơn, nó không bị dướng, nó muốn quẹo. Rồi rồi. Chị ơi, em đưa tiền. Làm bữa chị nói xe này là 6.8 triệu ha. Ừ. Thì chị giảm cho em là 1.5 triệu. Ừ. Nhưng mà bữa em đưa trước chị 1 triệu rồi. Giảm 1.5 triệu còn 5.3 triệu. Bây giờ em sẽ đưa chị 4.3 triệu nữa đúng không? Để em mềm. Thank you.
Bây giờ là cho bé Lucky đi thử xe mới đó mọi người. Thì bây giờ anh Oscar sẽ xem kỹ lại thêm một lần nữa để coi có chỉnh hay là cái gì chỉnh ốc ác ốc yết như thế nào cho nó chắc chắn rồi mới cho bé về nha mọi người. Thank you.